Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuận Qua đây. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình đang đứng có mặt tại Hà Nội. Con đường bên cạnh kia thì là con đường mà chạy ra thẳng với sân bay Nội Bài, cách sân bay Nội Bài cái đây của tổng khoảng 3 đến 5 cây thôi. Thế thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái đơn vị, đây là chính là cái xưởng sản xuất chính, một cái ngôi nhà rất là thông minh, rất là di động và hay ho mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó chính là nằm ở ngay phía sau mình đây, đúng không ạ? Cái ngôi nhà này có thể người ta gọi cái tên nó là biệt thự mini hoặc là cái ngôi nhà di động đấy, vô cùng tuyệt vời và sáng tạo luôn đấy. Thì mình sẽ chia sẻ cho bạn qua một cái số những cái view không gian bên ngoài nha, và mô tả chi tiết những cái vật liệu của nó đấy. Nếu các bạn nào xem thì thích cái bộ nhà này thì bạn có thể là comment cho mình biết đấy. Và nếu bạn nào mà đang làm về ngành nghề về du lịch hay làm về những cái ngành nghề về muốn nghỉ dưỡng, thiên về nghỉ dưỡng du lịch hay là làm trong các cái khu trang trại thì muốn có những cái ngôi nhà nhỏ mini như này để sử dụng đa năng tiện lợi thì đây chính là ngôi nhà mà dành cho các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng quay chi tiết. Vâng ạ, đây chính là con đường mà ở ngoài Bắc Thăng Long chạy ra sân bay Nội Bài. Mình quay toàn cảnh cái khu vực xưởng này rất là lớn, đang sản xuất thi công ra những cái mẫu nhà mà bạn có thể tham quan ngay sau đây. Đó là phía trong kia. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cùng giới thiệu chi tiết cái mẫu nhà này nhá. Các bạn cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là hay ho luôn ạ. Đó, thì đây là một số những cái mẫu thiết kế, có thể là dạng vòm khung sắt hoặc là dạng mà mái tam giác, mặt tam giác, hoặc là rất nhiều cái mẫu khác như bên trong kia, vân vân. Cái này thì làm theo thiết kế. Thế cái mẫu biệt thự này rất hay ho vì sao ạ? Nó giống như là một cái ngôi biệt thự mini vậy. Đấy, bên ngoài và nó rất là ưu việt và nó sử dụng cho cái vấn đề về ngoài tự nhiên nó rất là hay. Đấy. Đây, như phía trước này các bạn có thể thấy nó giống như là một cái sân nhỏ ở đây. Tùy chúng ta cái phần về chân của nó hoàn toàn bằng khung sắt và khung thép hộp. Đấy, và ngoài này các bạn tưởng tượng như là các bạn đây là cái sân trước nhà của bạn, đúng không ạ? Toàn hoàn toàn là những vật liệu về thiên nhiên thôi, chống mưa, chịu mưa chịu nước. Đấy, vật liệu đây là nhựa composite chịu nước, gỗ nhựa ấy. Thì chiều các bạn có thể là ra ngoài cái sân này, các bạn có thể là đặt một số những cây chậu hoa cảnh trang trí ở đây rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy, và các bạn có một cái ghế ngồi ở ngoài chúng ta thư giãn cà phê hay là về thư giãn về cuối buổi chiều rất là đẹp, ngắm hoàng hôn. Nếu như cái ngôi nhà này mà được đặt ở một cái đỉnh một cái ngọn núi nào đó thiên về khu du lịch chẳng hạn, đó thì thiên về các cái homestay các bạn biết à, đúng không? Thì nhìn rất là đẹp, rồi nghỉ ngơi nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc là trong những dịp đi du lịch. Đấy, thì bạn tưởng tượng như vậy. Đó, các cái phần khung sắt này. Đấy, nếu các bạn mà muốn tổ chức các cái phần về nướng ở ngay tận phần, nếu trời mưa các bạn có thể nướng ngoài vườn hoặc là nướng trực tiếp vào tại cái phần cửa hiên nhà này, thì cái phần khung sắt bên trên này các bạn có thể làm vòm và hoàn toàn có thể che bằng các cái phần bạt hoặc là để tránh mưa ấy, hoặc là cái phần làm về kính vân vân, rất nhiều vật liệu. Đến vào bên trong nhà thì cũng có thể là sử dụng về sàn gỗ này đấy, hoặc sàn nhựa chống nước. Đây là toàn là bằng các cái thép nhé, các cái thép hộp sơn tĩnh điện hết đấy. Thì mình sẽ giới thiệu bên ngoài mặt tiền trước đi đấy. Cái mái của nó rất là đặc biệt. Đây, cái mái của nó rất là đặc biệt, nó sử dụng bằng các cái phần vật liệu ví dụ như là nhựa đường kết hợp với lại đá đấy, để nó tăng khả năng chống chịu về thời tiết, đặc biệt là cái phần về mưa bên ngoài. Cái này được nghiên cứu rất là kỹ và đưa vào tiến hành về sử dụng thực tế, và có rất nhiều cái thẩm mỹ khác nhau, đúng không ạ? Bạn nhìn rất là hay. Và đây là anh chủ nhà thiết kế. Thế thì cái mái của nó đây, đây là cái phần lõi, cái mái mình vừa chia sẻ các bạn, nó được bằng các cái tấm tôn này, và bên trong lõi nó là các cái phần về bọt biển ấy, để vừa tạo độ dày vừa tạo cái độ cái thoáng cái nhiệt rất là cao, rất là đẹp. Đấy, sau đó chúng ta phủ những cái lớp nhựa đường đá. Đấy, phủ những cái lớp nhựa đường đá như này vào thì mưa các thứ hay là về nắng vừa cách nhiệt vừa chống thấm chống mưa cho cái ngôi nhà của ta rất là toàn diện. Đó, tiến vào bên sau bên trong ngôi nhà nhá. Đấy, cái sàn thì các bạn có thể làm bằng sàn nhựa hoặc là sàn gỗ. Cái phần mặt ốp bên trong này, cái phần mặt ốp bên trong này thì hoàn toàn là bằng ốp bằng gỗ hết. Chúng ta có thể là sử dụng bằng gỗ, chẳng hạn như là gỗ thông. Đấy, một cái vật liệu mà rất là rẻ, tiết kiệm chi phí.
vào bên trong nhà nha. Đây phần cửa nó này. Phần cửa chúng ta thiết kế bằng hệ thống cửa nhôm kính, nhìn rất là thẩm mỹ và sang trọng. Rồi, chúng ta sẽ tiến vào bên trong nhà. Đây, bên trong nhà thì chúng ta có một cái lớp rèm để che, để ngăn bớt cái phần ánh sáng để nó chiếu vào công trình nếu khi chúng ta muốn nghỉ trưa đấy, hoặc là chúng ta muốn tạo sự riêng tư. Đấy, bên trong ốp hoàn toàn bằng gỗ. Cái gỗ này là gỗ thông các bạn nhé. Thì tiện ích bên trong này, nội thất là cái điều mình muốn nhấn mạnh. Bao gồm những gì ạ? Đây vẫn là có một cái kệ tivi này. Kệ tivi này, và chỗ này là cái có thể để tủ lạnh mini này, hoặc để két sắt vân vân. Một cái hệ thống đường tủ điện nguồn để đi các cái phần về hệ thống điện trong này. Đó. Bật đèn điện. Đây đèn điện được lắp ở cái phần trên trần này. Rất là hay và thông minh. Đó. Kệ tivi. Có một cái kệ tivi cũng hoàn toàn bằng gỗ hết. Đấy, rất là nhỏ gọn, cũng có các cái ngăn mở ngăn mở chứa đồ bình thường. Đó. Bên này là một cái bàn bếp đúng không ạ? Với những cái ngôi nhà mini nhỏ di động như này thì cái phần chậu bếp và chậu rửa cũng như là bếp, chúng ta dùng bếp ga đun chẳng hạn thì nó rất là tiện. À, và bên dưới này cũng ngăn chứa đồ, ví dụ chứa bình ga hoặc là chứa bếp từ bếp điện, hoặc là chứa những sau nồi nhỏ ta dùng rất là tiện lợi. À, tiếp theo bên trong này là cái phần một nhà vệ sinh đúng không ạ? Bên này chính là giường ngủ. Đây là một cái giường ngủ đơn dành cho có thể là cho một người hoặc là hai người. À, tùy ý chúng ta thiết kế theo diện tích phòng. À, bên này là một cái phần cửa sổ cũng bằng hệ nhôm kính lấy sáng. Đó, bạn thấy không? Rất là hay. À, bên trên cũng hoàn toàn là có lắp, chúng ta lắp được điều hòa, tích hợp điều hòa ở trong căn phòng này nhé. Điều hòa à, chúng ta có thể sử dụng điều hòa bấm vào đây, treo lên, nhìn rất gọn gàng. Và cắm những cái phần thiết bị dây điện sạc, pin hay là những cái ổ cắm quạt khác đều có đầy đủ hết. Bên trong, bên ngoài, trước khi vào phòng vệ sinh thì mình sẽ bên ngoài quay một vòng trước đi. Đây là một cái tủ quần áo. Cái tủ quần áo đây rất là hay. Tức là cái nhà này nếu mà nó vát cái mái chéo như thế này thì ta thiết kế cái tủ quần áo cũng theo cái khuôn của mái luôn, và tận dụng cái mặt cánh của nó để chúng ta làm hệ tủ. Đó. Thì đây các bạn có thể là thấy là cái tủ quần áo mở ra nó sẽ như thế này. Ở đây sẽ có các cái thanh treo, ở đây sẽ hoàn thiện các cái thanh treo nữa. Treo quần áo, đương nhiên là với cái những cái nhà mini này thì quần áo không phải chúng ta treo với phần mật độ và số lượng quá nhiều đúng không ạ? Chúng ta chỉ là đi nghỉ dưỡng, nghỉ chơi ít ngày thôi thì số lượng quần áo hoặc để vali ở đây thì rất là tiện, rất là ngăn nắp. Đó, bản lề. Đó. Ngăn trên và ngăn dưới. Chúng ta có các cái ngăn dưới như này. Để thêm những cái đồ nếu chúng ta có nhiều đồ đúng không ạ? Rất là gọn. Đấy, ngoài ra cái giường của chúng ta đây, ngoài cái giường đệm chúng ta cũng có được những cái phần tủ kéo. Đấy, tủ kéo ở dưới cái gầm giường. Đó, để chúng ta có rất nhiều đồ thì chúng ta vẫn có thể lưu trữ được tối đa. À, rất là hay và rất là cảm giác chúng ta ở trong cái căn phòng này đúng không? Tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó đầy đủ công năng và lại rất là thoáng. Mình cảm nhận được cái sự thoáng rộng của nó. Đó. Bên này là một cái chiếc tivi, thì bên này sẽ là chiếc sofa. Đúng không? Đây là một chiếc sofa có thể dành cho từ 2 đến 3 người ngồi. Chúng ta có thể thiết kế thêm một cái bàn uống nước ở khu vực này và thêm một vài cái đôn thì cũng thể là có được tiếp khách được rất là nhiều người. Ở bên này là một cái bàn, có thể là bàn trang điểm hoặc là bàn làm việc. Đây một cái ghế ở dưới tùy theo chúng ta. Đấy, bên ngoài là cửa nhôm kính. Thì những cái phần chia bàn làm việc này cũng được bố trí các cái ổ điện để chúng ta đi làm sao chúng ta có đủ được những cái phần vị trí cắm, làm sao chúng ta cảm thấy là nó phù hợp với cái công năng của mình nhất. Bây giờ cái phần cuối cùng là phần tiến vào nhà vệ sinh. Đây sàn gỗ. Đấy. Nhà rất đẹp nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào nhà vệ sinh nhá. Thử xem là nó sẽ như thế nào. Giờ cửa gỗ và kết hợp các cái vách hệ pano kính mờ đây. Đó, wow. Đây chính là cái thiết kế bên trong nhà vệ sinh của nó. Rất là hay. Sàn thì đương nhiên là chúng ta sẽ lát bằng gạch rồi để chúng ta xử lý cái phần thoát nước nó đảm bảo nhất. Đấy, sàn gạch cũng là ốp các phần tấm gỗ này.
tấm gỗ. Tấm gỗ này là gỗ công nghiệp chịu nước nhé, chứ không nên dùng gỗ tự nhiên ở trong phòng vệ sinh bởi vì nó ẩm rất là nhiều. Thì gỗ công nghiệp thì nó sẽ hút ẩm nó rất là cao. Đấy, có thể treo một bóng điện ở trên này. Các bạn nhìn bị tối không ạ? Đây chính là cái phần chậu lavabo của căn nhà này. Đấy. Và mặt bằng inox. Bên dưới cũng có các cái phần tủ. Đó, tủ để vừa là đi cái đường ống nước cũng là vừa để một số những cái đồ liên quan đến phụ kiện nhà tắm. Nó để trong này. Chậu gói nước xuống đây. Bên này là một cái bệt. Đó. Bệt xí chúng ta vẫn hoàn toàn có thể ngồi vô tư ở đây. Đó. Và đây là cái vòi sen tắm. Vòi sen tắm chúng ta sẽ bố trí trong này. Được chưa ạ? Thì trong này nếu mà các bạn có thể là dùng gỗ công nghiệp hoặc là dùng cái gỗ ví dụ gỗ nhựa Picomat thì nó sẽ chống chống nước, chống ẩm rất là tốt. Đấy, và bên hệ một hệ cửa nữa để chúng ta lấy ánh sáng, lấy khí. Và có cả hố thoát nước trong này nữa. Ok. Thì đây là cái căn nhà vệ sinh rất là nhỏ gọn, chắc nó chỉ chưa đầy tầm khoảng 2m2, 1,5 đến 2m2 thôi. Tổng cái diện tích của cái căn nhà này thì nó dao động trong khoảng tầm tối thiểu là tầm từ 16-20 mét cho đến những cái căn nhà lớn là khoảng tầm 100 mét cũng có. Đây các bạn cùng xem kỹ em nữa cái không gian của ngôi nhà này nhá. Ok. Lát nữa thì mình sẽ cùng sang tham quan một cái căn nhà thứ hai. Đấy, cái căn nhà lúc đầu tiên mình giới thiệu ở bên ngoài bên kia. Vâng, đấy vừa rồi thì mình đã vừa chia sẻ về cái không gian nội thất bên trong cũng như bên ngoài cũng như cái cấu tạo của nó của một cái ngôi nhà này rất đơn giản nhưng đầy đủ cái tiện ích công năng sử dụng cho chúng ta. Nếu như mà chúng ta có mục đích là nghỉ dưỡng này đi du lịch mà các cái có những cái ngôi nhà như này thì chúng ta cảm thấy rất là tiện nghi đúng không ạ, và cảm thấy nó rất là thiên nhiên nữa, nhìn là lạ hay. Đó thì những người nào phù hợp với những cái mô hình nhà này nên đầu tư có thể khu du lịch nghỉ dưỡng này thì chắc chắn rồi đúng không ạ, rất tuyệt vời. Thì ngoài ra có thể những nhà mà làm trang trại mà muốn nghỉ trưa hay làm ở trong cái khu trang trại của mình, có thể đây là một ngôi nhà nghỉ trưa này, hay là những cái khu vực ví dụ như là những người có những cái khu vườn, ngôi nhà mình có những cái khu vườn biệt thự villa đấy, muốn không chúng ta không muốn ngủ ở trong cái ngôi nhà của mình mà muốn ngủ ở trong cái phần sân vườn của mình đúng không ạ, hay là nghỉ trưa thôi ra đây có thể là nấu nướng hoặc là tổ chức họp party cuối tuần gia đình, chúng ta muốn có một cái túp giống như túp lều vậy, đúng không? Túp lều bên ngoài vườn thì rất là thiên nhiên luôn, quá tuyệt vời luôn, đấy, nó rất cao. Bây giờ thì mình sẽ cùng xem thêm cái nội thất bên trong của cái ngôi nhà thứ hai này nhá, các bạn cũng tò mò xem là nó như thế nào, đấy, xem cái cấu tạo bên trong nó khác gì với cái ngôi nhà bên kia hay không, đó thì bạn cùng xem thêm. Ok. Bắt đầu. Đây, các vật liệu hoàn toàn là rất là thiên nhiên và nó quen thuộc rồi và rẻ. Thế thì bây giờ chúng ta cùng vào tham quan cái ngôi nhà thứ hai này nhá. Đây, mình đi có thể là hơi bị rung một chút các bạn thông cảm. Đó, có thể trang trí những phần cây xanh ở ngoài cửa, ốp gỗ thông nhìn rất là thiên nhiên. Ngôi nhà gỗ mini di động. Đây, hệ nhôm kính này, chúng ta dùng hệ kính Việt Pháp sinh pha rất là chắc chắn và khỏe khoắn. Đó, đây ngôi nhà, chúng ta kéo rèm vào này, đó kéo rèm. Cái ngôi nhà này thì nếu bạn thấy là những công năng đầy đủ rồi thì mình giới thiệu qua thêm về cái ngôi nhà thứ hai này. Đấy, ngôi cái bàn đầu tiên là bàn làm việc này, trang điểm này, cũng có những cái ngăn kéo này. Ta để đồ các thứ, để giấy tờ, để máy tính laptop, cũng có gương. Đấy, ốp gỗ hoàn toàn là gỗ tự nhiên hết. Một bộ sofa. Đấy, bàn uống nước. Đó, bên trong thì là bên này thì sẽ là một cái tủ bếp này. À, chỗ này là tivi để loa đài hoặc là những cái phần như là cái phần thiết bị khác trong gia đình nếu chúng ta cần. Đây là một cái máy lọc nước này, bình lọc nước này, loa đài này, được chưa? Cái ngăn tủ của chúng ta như nãy mình đã giới thiệu rồi, ngăn tủ bếp, cái giường, đó.
đây là cái tủ đầu dưa, tủ áo. Đấy, cũng na ná giống với cái ngôi nhà bên kia trước số 1 mình đã giới thiệu các bạn. Đây là tủ áo này, thì mình sẽ mở ra thử nhá. Nó kể được, để được một số những vật dụng trong này. Đó, để chăn hoặc là để vali quần áo. Giường đấy. Đây, điều hòa. Hệ thống đèn điện chúng ta sẽ chạy những cái đèn LED, đèn downlight, cái đèn downlight. Hay thậm chí chúng ta có thể giật đèn hắt ở bên trong những cái khe như này. Chạy dọc qua đây, cái đèn hắt buổi đêm ta đèn thay thế làm cái đèn ngủ luôn đấy các bạn ạ. Giống như chân này cao ấy. Đó, đây tủ bếp. Tủ bếp có thể là tủ trên. Cái tủ này thì có cả cái tủ kho ở bên trên nữa các bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể thiết kế bổ sung thêm được. Hay là thậm chí cái phần TV này, nếu chúng ta có thể tạo thêm một cái gọi là một cái đọt đi, một cái đọt gỗ mà chạy bên trên ta đặt những cái chậu cây hay là trang trí quyển sách ở bên trên cái TV này thì cũng rất thẩm mỹ luôn. Đấy, tùy chúng ta thiết kế. Bên trong thì vẫn là phòng vệ sinh. Đây là công tắc của cái phòng vệ sinh này. Đấy chưa? Đó. Mở ra ngoài thì cũng hết sức là đầy đủ, tiện nghi luôn. Đó. À. Đấy, cái phòng vệ sinh này mình bật điện các bạn nhé. Cái này thì có thể là lắp, các bạn không lắp kính hay là ốp gỗ nhựa, có thể bạn ốp bằng đá đúng không ạ? Hay là những cái phần đá này thì nó cũng chống nước rất là tốt này, nẹp này, quạt hút quạt gió này, hút mùi này. Kính này. Đúng không ạ? Chậu rửa này. Lavabo này, đây là bed này. Đấy, hay là những cái vật liệu ngoài gạch ra thì dùng những cái vật liệu như là gỗ nhựa như ngoài cái phần ngoài kia để chúng ta thông chống chống thoát nước rất là tốt. Ok. Đây tủ gỗ này. Mặt inox này hoặc có thể là mặt đá tùy các bạn đúng không ạ? Chỗ đánh răng rửa mặt vệ sinh rất là nhỏ gọn như thôi, rất tiện lợi. Vòi hoa sen. Đó, đầy đủ luôn. Trên này có một cái đèn. Mình đóng vệ sinh lại. Bây giờ mình cũng bật điện ở bên trong cái nhà này nha. Điện này. Bật thấy không? Đèn hắt ở bên trên này. Đó là những cái đèn hắt ở bên trên này các bạn có thể để ý thấy. Khi mình đóng cửa lại các bạn sẽ thấy rõ luôn. Đóng cái rèm lại. Đó, các bạn thấy rõ cái đèn hắt ở bên trên trần không ạ? Buổi tối thì những cái bóng đèn hắt này họ sẽ nó sẽ có cái chức năng là thay thế đèn ngủ và cho tạo cho ta một cái ánh sáng rất là ấm cúng và cũng như là mềm mại. Đấy, nó không bị chói mắt. Đấy, và làm cái không gian chúng ta ngủ nghỉ rất là tuyệt vời và thư giãn ở trong cái một cái căn phòng nhỏ như này, nhưng đầy đủ hết từ chỗ khu vực tiếp khách này. Đấy, rồi nấu nướng này, xem tivi này, trang điểm làm việc, rồi ngủ này, vệ sinh. Đó. Ok. Các bạn cùng xem qua một lần nữa mình quay toàn cảnh cái căn phòng này nhé. Ok. Ok, vậy là trong ít phút thì mình đã vừa giới thiệu qua về một hai mẫu nhà điển hình về cái ngôi nhà gỗ thông minh mini, biệt thự mini, ngôi nhà di động này có thể ứng dụng trên rất là nhiều trong những các cái lĩnh vực khác nhau. Và đây là một ngôi nhà mình tin là trong xu thế tương lai họ sẽ ứng dụng rất là nhiều, bởi vì bây giờ thì ít phút nữa thì mình sẽ chia sẻ với bạn là cái chi tiết là về cái giá thành nó như thế nào, đúng không ạ? Là cái này là các bạn rất là quan trọng, cũng như là cái thời gian thi công nó ra sao, vận chuyển như thế nào, các bạn ở xa thì có ok không, đúng không ạ? Ok, thì các bạn chờ ngay sau đây mình sẽ chia sẻ với bạn. Nhưng trước tiên thì mình sẽ nằm thử lên cái chiếc giường này đã. Ok. Đó. Đấy, khi các bạn có thể nghỉ trưa trong cái khu vực như này thì những ngôi nhà như này trên đỉnh núi hoặc trên Tam Đảo, bạn liên tưởng là ngôi nhà này đặt trên cái khu vực như thế đúng không ạ? Hay là trên Sapa thì một nơi thư giãn rất là tuyệt vời. Đó, đây là phòng khách. Ok, bây giờ các bạn chắc là rất nhiều anh chị và các bạn cũng đang quan tâm về cái vấn đề về thi công ngôi nhà này giá thành ra sao và ứng dụng nó như thế nào, thì mình đã có trao đổi với anh chủ xưởng sản xuất ở đây. Đó. Thì mình cũng hỏi được, thứ nhất đó là vấn đề vật liệu thì bạn thấy là hoàn toàn là thiên nhiên rồi đúng không ạ? Và rất là dễ chúng ta có thể là tìm kiếm và sản xuất được, từ sàn đến trần đến các cái phòng ngủ đấy cũng không khó để chúng ta lắp đặt được và thi công. Đấy. Về cái diện tích thì sẽ dao động trong khoảng tầm từ 16 m2
một phòng ngủ thôi cho đến nhiều phòng ngủ 20, 30, 50 đến 100 hoặc thậm chí lớn hơn. Đấy, về cách thức thi công. Cách thức thi công thì với cái giá thành này thì nó sẽ dao động trong khoảng từ 8 triệu cho đến 12 triệu, 15 triệu trên 1 mét vuông sàn. Đó, toàn bộ ngôi nhà này thì cứ thế các bạn nhân lên thôi. Thì cái đơn giá đấy thì nó sẽ chưa bao gồm cái phần thiết bị, ví dụ như là thiết bị vệ sinh này, tivi, tủ lạnh hay là bếp, điều hòa. Thì thiết bị đấy các bạn mua ngoài. Đấy, nhưng mà gọi là cái phần hoàn thiện về cái khung nhà và cái phần về sàn, trần, cửa thứ thì nó dao động trong khoảng đơn giá đấy. Thì bạn cứ lấy trung bình khoảng tầm 10 triệu đi. 10 triệu một cái ngôi nhà như thế này thì ví dụ cái nhà này đang khoảng tầm 20 mét vuông mà mình vừa cho các bạn tham quan quanh ấy thì nó rơi tầm khoảng tầm từ 160 triệu cho đến 200 triệu là được một cái ngôi nhà đầy đủ như này rồi. Đấy, cộng với thiết bị nữa chắc là thêm khoảng tầm 15-20 triệu tiền thiết bị đồ dùng nữa. Đấy, hoặc là tầm nhỏ nhỏ thôi, khoảng tầm 30 triệu. Thì bạn đã có được một ngôi nhà của mình rồi. Thì đây là cái phần đơn giá giao thành. Còn thi công thì sẽ có hai cái hình thức thi công. Một là hình thức mà ngôi nhà này sẽ được lắp sẵn luôn ở tại xưởng, cái xưởng mà mình vừa quay đứng ngoài mình cho bạn xem đấy. Sau đó dùng các cái xe chuyên dụng hoặc là xe công hoặc là những xe chuyên dụng để vận chuyển đến cái địa điểm mà các bạn muốn lắp đặt. Chỉ việc đặt lại, đặt luôn tới cái địa hình đó thôi. Cách hai là chúng ta sẽ chở toàn bộ những nguyên vật liệu này, đương nhiên nó sẽ thành hình ngôi nhà rồi lắp rồi. Chúng ta sẽ tháo hết ra, sau vận chuyển bằng công đến, sau đó chúng ta đến đấy chúng ta lắp đặt lại, giống như các cái kiểu một cái tủ quần áo các bạn mua ngoài chợ, cái tủ xếp với cái tủ giấy mà bạn hay lắp ghép ấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lắp cách thứ hai như vậy thì cũng rất là tiện lợi. Thì có hướng dẫn sử dụng hết nhưng mà sẽ phải có thợ chuyên môn để lắp về cái kiểu nhà này rồi thì đảm bảo cái vấn đề về gì thẩm mỹ cũng như là vấn đề về chống thấm hay là vấn đề về kỹ thuật nó không bị ảnh hưởng do thời tiết khi chúng ta ví dụ trời mưa. Những cái phần mà chi tiết liên quan đến mái nó rất quan trọng, nó thấm vào nhà cũng như hỏng vào ngôi nhà này ngay, đúng không ạ? Thì đó là đây là một chút về cái mẫu nhà rất là hay này mình chỉ muốn chia sẻ trong qua cái video này. Đấy, mình đang tham quan và công ty mình thì đang triển khai vấn đề về xây nhà trọn gói thì sẽ triển khai ứng dụng kết hợp với đơn vị của anh chủ doanh nghiệp ở đây thì anh sẽ nhân rộng cái mô hình này lên cùng với công ty của mình thì sẽ triển khai nhân bản rộng rãi hơn nữa trên cả nước về cái sản phẩm này. Rất tuyệt vời. Thì nếu các bạn và các anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu nhà này thì có thể để lại cái số điện thoại ở dưới phần comment để mình tư vấn cũng như là mình giải đáp thêm về cái mẫu nhà này, hay là muốn xem những cái mẫu thiết kế này, hay là cần thi công những cái mẫu nhà như này đấy để sử dụng làm dịch vụ hay làm nhà nghỉ dưỡng riêng cho gia đình của mình thì hãy liên hệ tới mình qua số điện thoại mình để ở bên dưới mô tả của video, hoặc là hãy comment số điện thoại ở dưới video này thì mình sẽ tư vấn các bạn. Ok ạ. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã đón xem hết cái video này. Thì một lần nữa thì các bạn nếu quan tâm đến sản phẩm này thì hãy chia sẻ nhiều video này hơn và đặt câu hỏi của mình dưới mô tả video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo để mình chia sẻ nhiều cái mẫu nhà di động này, tiện ích này hơn nữa lên cái kênh của mình để bạn tìm hiểu thêm. Vâng, xin chào các bạn. Bye bye, goodbye. Đăng ký kênh của mình nhá.